Chào mừng các bạn đến với nhật ký SEA Games ngày 27 tháng 11 của bóng đá 24h.vn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. U22 Việt Nam nhận tin xấu trước trận đấu với Lào. Thông tin Huỳnh Tiến Sinh lỡ trận gặp Lào được ban huấn luyện U22 Việt Nam xác nhận trong buổi tập sáng nay 27 tháng 11. Trung vệ người Quảng Nam này bị lật cổ chân và cần vài ngày để hồi phục. Huỳnh Tiến Sinh chắc chắn sẽ phải nghỉ trận gặp Lào, còn sau đó có kịp bình phục cho trận gặp Indonesia ngày 1 tháng 12 hay không thì vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó trong trận ra quân gặp Brunei, Tiến Sinh gặp chấn thương ở phút 59 và buộc phải rời sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận đấu này đã từ chối tiết lộ chấn thương của học trò. Tuy nhiên đến hôm nay thì ông thầy người Hàn Quốc đã có thông báo chính thức. Ở buổi tập sáng 27 tháng 11 tại Manila, Tiến Sinh vẫn xuất hiện ngoài sân cùng các đồng đội, nhưng anh phải tập riêng cùng các bác sĩ. Với việc di chuyển còn khá khó khăn, rất có thể trung vệ mang áo số 3 này sẽ tiếp tục được thầy Park cho nghỉ trận gặp Indonesia sắp tới. Ở vị trí trung vệ, U22 Việt Nam vẫn còn có Tiến Dụng hay là Đức Chiến. Hòa Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam được thưởng nửa tỷ đồng. Đối đầu với đội bóng vừa giữ World Cup 2019, tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất tốt và có bàn mở tỷ số của Dương Thị Vân. Đáng tiếc đến phút 88, đội tuyển nữ Việt Nam đã để cho Tinakan Dangda, em gái của chân sút nổi tiếng Tirasin Dangda, ghi bàn gỡ hòa cho Thái Lan từ một tình huống không chiến. Mặc dù vậy, với việc có được kết quả tốt ngày ra quân, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được phần thưởng nóng 500 triệu đồng từ trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam, ông Phạm Thanh Hùng. Khoản tiền thưởng này được coi là món quà khích lệ tinh thần với các tuyển thủ và mong muốn toàn đội sẽ giữ phong độ trong các trận đấu tiếp theo. Đây là khoản thưởng riêng của ông Hùng với mong muốn thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có được tinh thần thoải mái nhất cho mục tiêu đem về tấm huy chương vàng SEA Games cho đoàn thể thao Việt Nam. Dù số tiền không khủng như những gì các đồng nghiệp nam nhận được, nhưng cũng đủ để giúp các cô gái của chúng ta đỡ chạnh lòng và thi đấu với tinh thần tốt hơn. Chuyên gia Anh dự đoán U22 Thái Lan bị loại từ vòng bảng. Ở trận ra quân SEA Games 30 diễn ra chiều qua 26 tháng 11, đội tuyển U22 Thái Lan đã phải đón nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước đối thủ Indonesia. Đây thực sự là một kết quả có phần gây sốc khi Thái Lan từ trước đến nay vẫn được đánh giá cao hơn Indonesia, chưa kể dẫn dắt họ vào lúc này là một huấn luyện viên rất giàu kinh nghiệm cầm quân Akira Nishino. Thất bại trước đối thủ Indonesia cũng khiến U22 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp ở bảng B. Nói về chuyện này, nhà báo Paul Murphy của trang Thai Footy đã có những chia sẻ không thực sự lạc quan về cửa đi tiếp của voi chiến. Ông này nói: "Lúc này các cầu thủ U22 Thái Lan đang rất mệt mỏi sau một mùa giải căng thẳng, cộng với việc mặt sân tệ và lịch thi đấu không hợp lý khiến ông Nishino gặp khó. Ở những giải đấu như thế này thì Thái Lan luôn chịu áp lực về thành tích và huấn luyện viên trưởng phải cân nhắc kỹ càng. Tôi nghĩ ông ấy chỉ xem SEA Games như một bài kiểm tra cho giải U23 châu Á vào năm sau. Động lực thi đấu của U22 Thái Lan rõ ràng bị ảnh hưởng bởi tâm lý muốn giữ chân. Bởi thế sẽ không có gì bất ngờ nếu Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games năm nay." Thua Indo, cổ động viên Thái Lan quay sang cổ vũ U22 Việt Nam vô địch SEA Games. Không ngạc nhiên khi sau trận thua 0-2 trước U22 Indonesia của U22 Thái Lan, người hâm mộ xứ sở chùa vàng đã lên tiếng chỉ trích đội nhà dữ dội. Nhiều cổ động viên thậm chí còn mong U22 Thái Lan bị loại sớm để có thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á, giải đấu được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2020. Chẳng hạn như, Thái Lan nên bị loại từ vòng bảng để có thời gian chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Tất nhiên nếu không cải thiện lối chơi thì kết cục của chúng ta cũng tương tự như SEA Games mà thôi. Hay, còn quá sớm để khẳng định U22 Thái Lan thực sự tệ hại, mà hãy chờ đến vòng chung kết U23 châu Á. Năm nay các đội tuyển dồn toàn lực cho SEA Games, còn chúng ta không có sự chuẩn bị tốt như 3 lần vô địch liên tiếp trước đó. Phũ phàng hơn, một fan còn tuyên bố chắc nịch rằng U22 Thái Lan chắc chắn bị loại sớm và quay sang cổ vũ U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 trên đất Philippines. Ở SEA Games này, nhà vô địch phải là U22 Việt Nam. Trình độ của U22 Thái Lan giờ chỉ ngang với U22 Malaysia và Indonesia mà thôi. Các cầu thủ quá tệ và chắc chắn sẽ phải ra về sớm. Đối với các cổ động viên thì điều gì họ cũng có thể nói được, làm được. Dù vậy thì điều đó không quan trọng. Quan trọng là các bạn vừa đi hết bản tin nhật ký SEA Games số 2 của bóng đá 24h.vn. Các bạn nhớ nhé, hãy like, share video này, cũng như bấm vào nút subscribe và bật thông báo nữa để ủng hộ cho bóng đá 24h.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng để phục vụ các bạn tốt hơn nữa trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt.